chủ đề về Thủy Tiên nữa. Thì mình coi cái clip của Thủy Tiên á anh chị, coi cái clip của Thủy Tiên với Công Vinh, hai vợ chồng Công Vinh á, mà phát tiền cho bà con ở đồng, bà con đồng bào ở vùng lũ miền Trung á anh chị. Thấy Thủy Tiên á mà đứng phát tiền cho mà người dân á, mà cầm tiền, mỗi khi mà phát một người á thì Thủy Tiên cầm tiền rồi khòm gì, cầm tiền rồi còn khòm gì, anh chị nghĩ đi, mà mấy trăm hộ dân vậy đó mà cầm tiền mà khòm gì, mà cầm tiền khòm gì, anh chị nghĩ đi nha. Cái đó là Thủy Tiên cầm tiền trao quà cho bà con, mỗi người vậy đó là Thủy Tiên cầm hai tay rồi gật đầu, cầm hai tay gật đầu mà biết bao nhiêu hộ dân. Mỗi khi mà Thủy Tiên mà trao quà, trao tiền cho bà con mỗi một hộ vậy đó, là Thủy Tiên đưa tiền rồi gật đầu, rồi cảm ơn bà con, đưa tiền bằng hai tay rồi gật đầu. Thì anh chị nghĩ đi, cả Công Vinh cũng vậy. Thì anh chị nghĩ đi, bao nhiêu hộ dân một ngày Thủy Tiên phát bao nhiêu hộ dân, và bao nhiêu cái gật đầu, và bao nhiêu cái khòm như vậy, đúng không anh chị? Đúng chưa? Là anh chị cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi không? Anh chị cảm thấy mệt mỏi không? Anh chị làm được điều đó không? Rồi Thủy Tiên đó là làm trực tiếp nha. Trực tiếp. Mỗi khi mà phát tiền cho bà, những cái bà con hộ dân ở đồng bào ở miền Trung, thì có sổ có sách đem ra bây giờ 300-400-500 triệu nè. Sổ sách của đó đi lại đó là có chính quyền địa phương chứng kiến là bao nhiêu hộ dân một hộ là bao nhiêu tiền, có sổ sách không? Có, đúng chưa? Rồi chưa kể là thấy cái mệt mỏi của Thủy Tiên chưa, mà chưa kể ở đây nữa nè, chưa kể ở đây nữa nha, là những người mà những 5-7 anh chị đứng sau lưng nữa, năm bảy anh chị đứng sau lưng nha, là đếm tiền sẵn cho Thủy Tiên, mà đứng cái kiểu mà đứng cái kiểu gì mà cứ đếm tiền, tôi hỏi anh chị, những anh chị mà đứng ở ngoài sau lưng của Thủy Tiên mà đếm tiền để cho Thủy Tiên để phát cho bà con thôi, anh chị đó thấy còn mệt mỏi huống chi tới Thủy Tiên. Mà đó là gì? Dù có mệt mỏi cỡ nào, dù có khát cỡ nào, nhưng mà Thủy Tiên nó vẫn cố gắng nó làm, và những anh chị ekip và chính quyền địa phương để mà hỗ trợ cho Thủy Tiên rất là mệt chứ. Nhưng mà sao? Lá lành đùm lá rách. Cho nên á, cả nước của chúng ta, đúng không? Tất cả ba miền Nam Trung Bắc để chi? Là cùng thương yêu đất nước này, cùng một dân tộc, là bà con người miền, bà con miền Trung. Lúc này phải yêu thương bà mà đùm bọc người miền Trung, bà con người miền Trung. Như vậy Thủy Tiên có mệt cỡ nào đi chăng nữa, đó là niềm vui, đó là niềm vui. Còn một số anh chị mà chê chắc Thủy Tiên, bây giờ tôi hỏi anh chị nha, anh chị làm được điều đó không? Đứng phát tiền thôi, anh chị làm đứng phát tiền thôi, anh chị đứng phát tiền mà anh chị đứng đếm tiền thôi, đứng đếm tiền sẵn từ 5 triệu đó, mà 5-7 người đứng sau lưng đó, đứng đếm tiền để mà đưa tiền cho Thủy Tiên để mà phát quà cho bà con, đưa tiền tặng tay cho bà con để mà gật đầu cảm ơn bà con, nó đưa hai tay. Anh chị hỏi những người mà đứng đếm tiền đó coi mệt không hả? Mệt chứ, tôi thấy tôi còn mệt nè, tôi là dân lao động nè, tôi lao động tay chân, nhìn bằng tay bằng chân tôi nè, thấy không? Tôi thấy tôi còn mệt mỏi và tôi còn cảm thông, tôi còn quý mến Thủy Tiên, hai vợ chồng Thủy Tiên, và tôi còn quý mến những người mà đang đứng sau lưng Thủy Tiên đếm tiền, và tôi còn quý mến những cán bộ địa phương ở đó để chi cùng hỗ trợ Thủy Tiên. Anh chị thấy có nhục nhã với Thủy Tiên không? Như vậy thì sao? Một số người tôi gọi là đầu bò óc chó nha, một số người tôi gọi là đầu bò óc chó, chia rẽ tình đoàn kết người dân và chính quyền. Một số người tôi gọi là đầu bò óc chó, không có cái não, thấy sự việc
thấy sự việc diễn ra trước mắt mình, diễn ra trên không gian mạng mình, mà tại sao không lấy cái mệt nhọc của mình mà để yêu thương người khác như vậy? Thủy Tiên nó làm tốt cho bà con đồng bào miền Trung, tại sao mình không ủng hộ? Tại sao mình không ủng hộ Thủy Tiên làm điều tốt đó? Đảng nhà nước ta, chính quyền cũng giúp nè, đúng không? Tôi có đọc một tờ báo, Thủy Tiên cùng chung tay với các ngành các cấp để ủng hộ bà con đồng bào miền Trung. Tôi vô tình tôi đọc một tờ báo, báo thanh niên á gì á, có một lữ đoàn 147 cũng sao cũng đi trao tại nhà tờ mà cho và đồng chí đồng đội, anh chị thấy không? Cái đó là gì? Cũng đó là tình đồng chí đồng đội, cũng là cơ quan nhà nước của mình, cũng cùng chung tay. Thủy Tiên là một người dân cùng chung tay với đảng nhà nước để anh chị giúp đỡ đồng bào miền Trung để thoát qua cái cảnh mà nhà sập rồi cảnh đói. Bây giờ Thủy Tiên nè, đúng không? Nó giúp được cái gì? Nó ra công nó giúp được cái gì? Giúp đảng nhà nước ta là sao? Vận động bà con nào bị sập nhà ghi lên sổ sách, rồi á là đảng nhà nước ta cũng có những cái phần tiền đó. Mà khi mà nhà nước ta mà trao tiền cho bà con á thì cũng phải sổ sách đàng hoàng, hơi chậm hơn Thủy Tiên. Còn Thủy Tiên là tiền của người dân, người bà con khắp các nơi gửi cho Thủy Tiên. Hỏi anh chị nè, Thủy Tiên tại sao mà được bà con kiều bào từ trong nước lẫn hải ngoại tin tưởng, thấy không? Ta kêu là gọi là chọn mặt gửi vàng, ta tin tưởng ta mới chuyển tiền cho Thủy Tiên để làm chi, để mà để trao tiền cho bà con đồng bào miền Trung. Chứ người ta nhìn cái mặt anh chị mà gian á, ai dám trao, đúng không? Thử anh chị mở tài khoản đi, kêu ca sĩ khác mở tài khoản đi, thì có ai mà trao tiền mà đem tiền vô khủng gì không anh chị? Trước nhất người ta muốn gửi tiền cho ai đó, để cho một người đó để gửi tiền cho bà con đồng bào miền Trung, thì người ta chọn mặt gửi vàng. Trên đời này á, người ta có kinh doanh á, ta khôn hết trơn à, chứ không ai ngu hết trơn á. Hỏi anh chị có ai mà ngu mà đem tiền mà thấy người đó biết là ăn chặn tiền từ thiện này kia nọ, người ta gửi không? Người ta làm ăn thành công thì người ta đặt niềm tin vào người đó, người ta mới gửi tiền cho người đó, đúng chưa? Chứ không ai là người ngu hết á. Không ai coi tiền mà như là một cái tờ giấy báo hết trơn. Anh chị có nghĩ là tôi coi tiền như là một tờ giấy báo, một tờ lộn lưng, hay là một tấm gác là tôi cũng giục đâu tôi giục, đúng không? Tiền anh chị làm ra cực khổ chứ không phải cực khổ. Tiền mình làm rất là cực khổ. Tiền mình làm ra rất là cực khổ, cho nên mình phải chọn mặt mình gửi vàng. Cho nên anh chị thấy người ta làm như vậy thì anh chị sao? Chăm chọc nè ha, rồi ghét người ta. Anh chị không khác nào, tôi nói không khác nào cái bọn phản động lưu vong ở hải ngoại. Tại sao? Bọn phản động lưu vong ở hải ngoại nó đang thừa nước đục thả câu, nó lừa cơ hội này để làm chi? Nó chia rẽ tình đoàn kết người dân và chính quyền địa phương để làm chi? Nó ghim mũi vào đảng nhà nước chúng ta, nó ghim mũi vào chính quyền địa phương đó, không biết lo cho dân. Anh chị biết không? Cho nên trong lúc này xã nó sẽ ghim vào con Thủy Tiên. Nó ghim vào Thủy Tiên mà mắc bẫy á, thì Thủy Tiên nó đóng tài khoản nó lại, đúng không? Thủy Tiên nó đóng tài khoản nó lại thì bà con kiều bào, bà con miền Trung mình thì bớt đi một nhà từ thiện, đúng không anh chị? Bớt đi nhà từ thiện thì nhà nước ta, đảng nhà nước ta, chính quyền ta vẫn giúp đỡ người dân, đúng không? Vẫn giúp đỡ người dân bình thường. Không có Thủy Tiên thì cũng có nhà từ thiện khác, đúng chưa anh chị? Đúng không? Không có Thủy Tiên thì cũng có nhà từ thiện khác, chứ không phải không có. Không có nhà, không có mà Thủy Tiên không có nhà từ thiện khác thì ai lo cho dân? Có phải chính quyền địa phương, các ngành các cấp không? Đúng chưa? Cho nên một số bọn giặc lưu vong ở hải ngoại nó đang ghim vào Thủy Tiên để chi? Cho Thủy Tiên nó tức giận, nó đóng tài khoản lại để không có giúp đỡ bà con đồng bào miền Trung. Thì trong số đó có một số anh chị em chúng ta là gọi là cờ đỏ đó, một số người nha, tôi nói đây gần nha, một số người anh chị em gọi là cờ đỏ chống luận điệu xuyên tạc, cùng mắc bẫy cái đám phản động để xuyên tạc, chụp mũ, châm chọc Thủy Tiên.
Tôi thật rất là buồn. Tôi rất là buồn anh chị, tôi buồn lắm. Anh chị lên mạng phải tỉnh táo. Trong lúc này anh chị nhìn thấy Thủy Tiên không? Đang giúp đỡ cho bà con kiều bào miền Trung không? Thủy Tiên và chính quyền đảng nhà nước ta làm rất tốt không? Thủy Tiên và chính quyền nhà nước mình hiện nay làm rất là tốt và giúp đỡ đồng bào miền Trung. Những mà người dân mà bị sập nhà, những mạnh thường quân rồi đó, những người dân mà bị sập nhà, đổ nhà đó, anh chị thấy không? Còn những mạnh thường quân người ta gửi tiền tất cả khắp trong nước lẫn hải ngoại, người ta gửi tiền cho con Thủy Tiên, tại sao anh chị không ủng hộ? Mà anh chị chăm chọc chừng nào hả? Anh chị chăm chọc chụp mũ chừng nào chọi đá chừng nào mà cho Thủy Tiên nó phải là đóng tài khoản lại, không còn giúp đỡ bà con đồng bào miền Trung nữa, anh chị mới vui. Là anh chị mắc bẫy. Mạnh thường quân khắp các nước gửi về cho Thủy Tiên mà anh chị đâu có giúp đồng nào đâu. Anh chị không giúp đồng nào mà anh chị còn soi mối, anh chị còn chụp mũ nữa. Sao lúc này chúng ta không ủng hộ Thủy Tiên? Để làm chi? Cho các mạnh thường quân khắp các nơi để ủng hộ cho Thủy Tiên. Để Thủy Tiên để mà giúp đỡ đồng bào miền Trung, cùng chung tay với đảng nhà nước để giúp đỡ cho người dân đồng bào. Mình là vỗ tay mình hoan nghênh chứ, mình không làm được thì mình giúp đỡ chứ.